mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cháo kê, chè kê. Một chén hạt kê, 4-5 chén nước lã, muối hầm. Đãi và ngâm kê độ 2 giờ, rồi vớt ra bỏ vào nồi nước. Bắt lên bếp, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Nêm muối, bớt lửa, lót tấm thiết dưới nồi và nấu đầy dung. Nếu sôi trào thì sẽ mở hé, độ khoảng nửa giờ. Dùng đũa khuấy trộn cho kê nhừ và để thêm khoảng 5 phút rồi nhấc xuống. Ăn với muối mè hoặc là miso, nước tương thực dưỡng tamari hoặc là mứt biển trang dầu. Có thể đãi kê xong, vớt ra để ráo, không ngâm, đem trang chín hoặc là xào với dầu mè cho vàng thơm, để nguội rồi bỏ dần vào nước khuấy tan trước khi nấu. Muốn thêm hương vị, có thể nấu kê với bí đỏ, bông cải, hoặc nấu kê với đường thô, thành món chè kê. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.